Mình là Zero và chào mừng mọi người đã đến với Minecraft Bedrock. Hôm nay chúng sẽ chơi một cái gì đó khác biệt nhất có thể, đó chính là Minecraft Bedrock Pokemon. Yeah, Charmander. Stupid. Ok, Rayborn và Pokeball. Mình nghĩ đây là vàng và đây là cái giường mà mình cũng phải bảo vệ cái này. Yeah, wow. Sick. Oh my god, nhìn nè các bạn ơi. Oh, so cute. Yeah, ok. Xem nào, để xem block có gì nè. Bốn pokeball. Oh my god, mình có thể mua block bằng ball yellow à. Ok, giường màu xanh. Wow, what the heck. What the. Oh, chỗ này là chỗ để mà lấy iron à. Ok, yeah, đúng rồi. Bút vào. Tôi sẽ không bút vào được. Vô duyên nhỉ. Đây. Nó lag đấy. Đạo xanh. Hôm nay mình về sớm. Yeah, hôm nay mình được đi học về sớm nè. Yeah. Hôm nay đi học về sớm mình sẽ chơi Minecraft Bedrock cùng với nhau. Yeah, ôm nhau cái nào. Ok, thôi. Từ từ đi. 7 Crayball, 15 Pokeball. Woo, mình có thể mua cái này. Hihi. 15 búp búp. Đấy. Lên. Pew và Armor, 4 Defense, 12 Crayball và 6 Master Ball. Mình có thể lấy Master Ball. Ok, dạ, yeah. Lấy Master Ball thì cái gì đây? Game này, cái này là phiên bản 1.12 các bạn ơi. Nên là mấy cái này nó cũng hơi khác biệt tí. Mình có thể sử dụng tay không? Không, dạ, yeah. Không, bị khóa tay lại rồi. Oh my god. Bây giờ ra đây, wow. Con Charmander đang chạy kìa. Why so cute, Misty? yeah. Nếu các bạn thích Minecraft Bedrock chơi trong server Pokéfight. Đây là cái server mà hồi trước mình đã từng chơi. Wow, Ultra Ball. Yeah. Đây là cái server mà hồi trước mình đã từng chơi cái gì ta? Minecraft Pokéfight, Pokemon Go. Wow. Wow, cái này đánh sao? Oh, dập, mình không đánh nhấp hay là đánh trưởng? Không biết luôn. Oh my god. Wait, 45. Wow, ngon đấy, không đùa. Ok, nâng cấp lên nào, bộ giáp lên. Bam. Wow, Charmander tiến hóa. Yes. Tiếp theo là mua block. Mua cái nào bằng Pokemon thường ta. Endstone, 24 Endstone. Lấy nó cũng được. Không, chúng ta cần cái khác à. Ok, chúng ta sẽ lấy Wood Endstone. Bóc cái này. Cái này như Edward nhỉ. Cái này như Edward ấy. Ui, còn cao hơn cả một đất nữa. Vai trường. Đây. Boom 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 bla. Nhìn si đau á. Ok, không sao đâu, mình nghĩ là chắc ổn hết mà. Bây giờ là thời gian. Mình nghĩ mình sẽ qua bên kia là mua lại mấy cái block nè. Mình không biết là trong đây đánh nhấp hay đánh sao. Ok, mình thấy là đánh thường, không có đánh nhấp. Trả đây. Vứt ra đây. Yeah. Ok, không ai được lấy. Wow, what the. Mình vừa mới thấy cái tia lửa gì phải không nhỉ? Hy vọng là mình thấy đúng. Mắt mình vẫn còn tốt chán. Yeah. Ok. Hey bro. Hey, Charmander cấp 1 à. Uầy, Charmander cấp 1 mà lên đây đánh ai? Mày. Wow. Cái này đánh khó quá. Yeah, cấp 1 mà đánh ghê vậy. What the flip? What? Minecraft suck vãi. Giết nó. Đừng cho người nhà nó hay. Giết nó. Wow, nó lên tới đồ bằng gỗ à. Oh my goodness. Hi, mày. Oh, yes. Đào thôi nào. Wow, hơi sâu đấy. Nó đánh thật rất là khó các bạn ạ. Nó không phải như Minecraft thường các bạn hiểu không? Dạ, yeah, nó không phải như Minecraft thường.
Make sure là không giống Minecraft thường. Bởi vì nó đánh cực kỳ khó. Mình đánh vào người nó mà như kiểu nó không bị đánh bật lùi lại ấy. Nhìn khá là ức chế. Ok, mình sẽ lấy thêm một cục. Wow, chúng ta sẽ lên được kiếm sắt và mình sẽ qua tiêu diệt thằng đó. Mình nghĩ là vậy. Đây, kiếm sắt. Đúng rồi. Có kẹo à. Một Master Ball. What? The heck Master Ball. Ok, cấp 30 Pokemon. Ok, không vấn đề. Wow. Xịn, đồ xịn ở đây mà. Yeah. Ui, Pokemon Charmander thường. Anh đấm gì Charmander thường? Wow, what the? Wow. Ui, đồ mới mua luôn đấy. Đùa. Vai này. Ok, bước ra đây lại. Thằng này nó ghê quá ta. Thằng này có vẻ cao thủ trong đây rồi đấy. Đây là lần đầu tiên mình chơi. Chắc chắn với các bạn đây là lần đầu tiên mình chơi. Mình chưa thắng một trận nào hết. Thề luôn. Nếu mà chơi xong trận này các bạn thấy mình, nếu mà nó có thống kê lại các bạn sẽ thấy được là đây là trận đầu tiên của mình. Bởi vì mình vừa vào đây, mình vừa mới nghĩ ra cái server này. Và vào đây quẩy. Hay quá. Ở đây có cái này, nó không biết nó đi ra đây làm gì ta. Có thể đi ra giữa. Ok, ra giữa cũng được. Ê, khoan. Ôi, có cung. What? What? Thằng cái này mình chưa quen. Grey Bone. Ok, tuyệt vời. Grey Bone. Mình phải xử nó thôi các bạn ạ. Mình nghĩ là mình phải giết nó thôi. Không chần chừ được nữa rồi. Yeah. What? Đồ Sida vai. Ok. Nó muốn quýnh mình. Nha. Nó có cung rồi. Hí. Mày hả bưởi. Hí. Chết đi con. Solo ra. Mày. Yes. Got 2 Ultra Ball. Yeah. Woohoo, đồ xin. Ôi, có cung tên nữa. Để dành cung tên nào. Ok, 2 Ultra Ball có thể đào được cái gì đây? Upgrade xem nào. Wow, what the. 4 Ultra Ball Protection SP Share. Half Ultra Master Pick Up from Q and Automatic. Ray Candy. Cause I'm all weapon and power whole team. Mining. Có cái nào? Iceland Trap Speak. Give you apartment speak. Ok. Mình sẽ automation in the chest. Ultra and master pick up from a queue will be automatic. Chỉ có 3 cái thôi à. Shit. Ok, nâng cái này đi. Và một cái cho cái này. Ok, cái này khá giống như là Bad Boy trong kia nhưng mà tuyệt vời. Nhiều team cũng ra đi. Không, thật sự rất là ít team ra đi đấy. Thề. Ok, 3 Ultra Ball. Dạ rồi con. Wow. Biến. Yeah, còn lâu. Nó mua cái kia đâu vậy ta? Mình nghĩ là mình cũng phải mua cái đó nữa. Cái Yellow Generation này mình không thấy nó play ở đâu hết nha. Khá là chậm, cái này nó khá thật sự khá là chậm. Cost armor, revenge pool cho team play hồi máu à. Speak. Generation. Ok, hai cái. Ok, nó đây rồi. Boom. Yeah! Iceland upgrade tuyệt vời mặt trời luôn. Bây giờ thì mình đã có cái này rồi, mình có thể mua cái quả cầu chăng? Quả cầu đâu ta? No Mike. Yeah, 50. Ok, mua 2 cái. Mình sẽ qua phá nhà và đập bươn của nó. Charmander lớn. Con này thuộc dạng lớn ấy. Oh my god. Mày. Bắn bể mày hả bưởi? Chơi ai mày? Chơi. Yeah! Boom! Oh
Freak, mất con tí xíu à. Ý, chạy về, chạy về, chạy về. Ba chấm. Thanh niên kia kiểu ba chấm ha. Không biết gì xảy ra. Woo, woo, woo. Pew, boom. Yeah, ha, yeah, bro. Ba cục, ok, sẽ để dành. Bây giờ thì ta sẽ pick up tiếp những cái này. Wow, 64. Nhiều quá trời nhiều luôn. Ok, đây, này là một quốc ngay cái này là lựa chọn không tồi. Chắc chắn luôn. 5-4. Chuẩn bị ra bên kia bắn nhau nào. Ma. Ok. Chúng ta có thể gọi pick up ultra pawn. Oh, boom. Yeah, boom. Oh. Oh, hắn cũng nè, hắn cũng nè. Mình ghét nó. Nó chơi đồ xịn hơn mình. Thế là mình ghét nó. Ok. Nó chơi đồ này thì mình cũng phải chơi đồ đó chứ, đúng không? Mình nghĩ là chúng ta cần phải nâng giáp lên chẳng hạn. Giáp mình cũng nâng rồi đúng không nhỉ? Mình cần sắc nét. Yeah, sắc nét luôn. Lấy đồ sắc nét về nè. Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần ultra bone để lấy sắc nét về. Yeah, yeah. Mình bắn mấy quả bone kia. Ôi ôi, có con kia định ra đánh mình. Ui, lấy ba cục về nhà nào, về nhà nào, về nhà nào. Nhanh 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 nhanh. Oh, oh my god. Oh. Wow, 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 wow. Nó phá cho thằng kia không qua bên mình và nó cũng đồng thời giết mình luôn. Hay vậy. Nó gọi là kill from kill bởi magic đó các bạn. Wow, what the freak, bro. Ok. Ok. Thế thì đi được một này. Dạ, yeah, Charmander mà các bạn. Charmander mà. Ow, ow, ow. Calm down, bro. Oh, 8 máu à. Yeah. 8 máu này mình sẽ cho nó hổng cua đổi luôn. Bow. 32 cục. Yes. Để vào đây. Ok, nó hiện tại bây giờ cho mình đó cái. À, lấy rồi. Mày. Mày. Mày ha. Mày lùi xuống, đi xuống. Rồi, ok, lên lên lên. Ý, ý, ý. Ồ, à, à, à. Ý. Mày, ha ha, 13 máu, làm gì được tao nào. Lên đây, lên đây, lên đây. Yeah, 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 yeah. Mình cần làm lại cái đường nhanh, 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 nhanh. Không có cái đường này là mình không có ra ngoài đây. Đúng rồi, quay được rồi. Yeah, cầm cung, lại não nó nào. Win nó, win nó, win nó, win nó. Hi. Hi, 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 hi. Qua được rồi. Mày, 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 mày. Ôi, what the. Không biết tại sao luôn á. Cái này nó khó hiểu vậy. Kiểu như nó khó chơi các bạn. Nếu mà mất cái kiểu đó mà trong kia mình nghĩ mình có thể đánh được. Nhưng mà trong đây mình thật sự là không. Không biết luôn. Nó kiểu không có thanh. What the fuck. Oh my god. Mình rất là sợ. Không biết sao ai có thể nghĩ ra được mấy cái trò trong đây nhỉ. Nó up. Nó làm như kiểu có cái result back ấy. Thằng quỷ nhỏ này. Mày hả bưởi. Chết đi. Chết đi. Nó chết rồi, nó có cung rồi. Qua đây, qua đây, qua đây. Bum bum. Bum 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 bum. Kiểu này là khỏi đánh luôn. Hé. Rồi không, nó không để ý, nó không để ý, nó không để ý. Y y y y. Hè. Tha hồ qua giết người nào. Nó không để ý, nó không để ý, nó không để ý. Hi. Yes. Good apple, good apple, good apple, cái gì? Chết đi, chết đi. Yes. Yo. 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 La 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 la. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Yes. Woohoo.
ngon chim. Mày hả bưởi. Rồi xong, đắp lại cái đường về nhà nào. La 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 la. Wow. What? Ồ cái màu này trong đây đẹp vãi, màu vàng ấy, nhìn đẹp cực luôn các bạn ạ. Wow, 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 wow. Về đối thủ chết rồi. Yeah. Ờ 6 Ultra Ball và 4 Ultra Ball cho cái này. Island upgrade. Beautiful. Heal, 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 heal. Revenge. Ok, heal. Chúng ta có sắc nét kiếm và chúng ta có heal. Wow. Còn gì tuyệt hơn nào? Chúng ta có thể mua lên thêm một cái cung. Các bạn xịn đấy, cái cung này các bạn. Ok. Power mode unbreaking. Đây, đây, đây. Bên Golden Apple. Boom. Wow. Đồ xịn quá đi thôi. À, nãy giờ mình biết, nãy giờ nói để ý nha. Có cái What the oh my god. Oh my god. Đồ đây mày. Yes. Đồ đây mày. Con này nó khó bắn quá à. Mày. Mày. Ow. Wow. Cái này nó khó bắn cực ấy. À. Ây da. Ây da. Nó là mình đổi hướng cái mũi tên. À. À đây rồi. Mày hả bưởi. Nó khó bắn vậy. Nhìn nó kiểu. Mày. Mày. Đứng lại con. À. Thôi chạy 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 anh bạn. Chạy 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 các bạn ơi. Chạy 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 các bạn ơi. Yes. Đồ xịn. À. À. Nó đánh đầu vai trường. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Thằng này là hack à. What the freak. Mày biến 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 biến. Sao móc bốn móc bốn móc. Oh, sắp chết rồi con. Oh bad word để choi rồi. Oh Jesus. Phải máu. Biến ra khỏi đảo của tao. Nhanh lên. Ah. What? What? Win, win, win. Oh, magic kill à. Oh. Có nghĩa là mình vẫn còn Master Ball, mình không có Ray Ball. Ây à, làm sao để thắng được này đây. Cấp 15 Ray Ball, 12. Và mua Golden Apple. Maybe mình có thể chiến thắng được trận này hay không? Hãy cầu mình, hãy cầu chúc mừng mình đi các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng thắng trận này. Mình không biết là chỗ nào cái kiểu như là sao nhỉ? Nó lúc nào mình có thể chỉ còn cái giường ấy. Mình không biết là lúc nào nó còn cái giường, lúc nào không còn cái giường hết á. Nên là bây giờ khá là khó hiểu. Ok, qua đây, qua đây, qua đây. Ôi, cái con gì vậy? Wow, 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 bro. Oh, chill, 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 bro. Wow. Wow, ai vậy? Red team. What the. Ok. Yeah, còn red team à. Red team. What the freak. Wow. Không, không hiểu lắm. Ồ, bây giờ chỉ còn hai người thôi này. À, red team chết rồi. Cái nào còn trái banh là cái đó còn giường. Đúng rồi. À, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Yeah. Oh my god. Nó qua kìa anh em. Nó qua kìa. Ôi, nó đánh đau quá. Thằng này xài đồ gì ghê vậy ta. Nó có đồ kim cương. Ôi, nãy mình mua đồ kim cương nhưng mà không có mấy hàng. À, vậy là phá cái kia là sẽ mất luôn cái chỗ. Ok. Hiểu rồi. Yeah. Good game. Alright, cảm ơn các bạn đã xem tập ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn. Các bạn vào video lần sau. Nhớ đón xem những buổi livestream của mình nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành. Peace out.